chào tất cả các chị em. Ngày hôm nay Ben sẽ đem đến cho các chị em một sản phẩm mà được rất nhiều người yêu thích và có PM hỏi Mega Fashion. Thì ngày hôm nay sản phẩm ấy đã về rồi đây, là một chiếc áo phao nhưng mà dán dây lê không có tay. Và với chiếc áo này thì chắc là chúng ta sẽ có cơ hội để thỏa sức khám phá xem là cái khả năng sáng tạo của mình đến đâu khi mà mix and match đồ với món đồ này. Như các chị em có thể thấy thì áo phao dáng dây lê nó vẫn giữ nguyên được tất cả những cái đặc điểm của một chiếc áo phao cần có. Đấy là áo phao lông vũ thì rất là nhẹ này, rất là ấm, và cái độ phồng của nó thì vẫn giữ nguyên để tạo cảm giác là form áo của chúng ta được hoàn thiện và hoàn chỉnh nhất. Nên là khi mà chúng ta nhìn thẳng đã đẹp rồi nhá, nhưng mà cũng sẽ đảm bảo cái yếu tố đẹp đó kể cả khi chúng ta nhìn nghiêng hoặc là nhìn từ phía sau. Ngày hôm nay thì Meg lựa chọn là mix chiếc áo màu xanh này cùng với một set đồ thể thao bên trong, một set đồ nỉ thể thao màu đen, kèm theo đó là một chiếc túi đen dáng hộp rất là trẻ trung và một đôi giày thể thao để tạo ra điểm nhấn cho toàn bộ bộ trang phục này. Mọi người cứ yên tâm là dù là set ở trong này, áo nỉ trong hoặc là áo bên ngoài, tất cả cái giày luôn đều có tại Mega Fashion. Nên hy vọng rằng các chị em nếu như chúng ta cảm thấy là hơi bị băn khoăn trong vấn đề là cần phải mix đồ như thế nào thì hãy để cho Mega Fashion lo tất cả những yếu tố đó. Bên cạnh việc mix đồ giống như Mai Anh thì các chị em cũng có thể nghĩ là chúng ta sẽ thể hiện sự sáng tạo của mình, có thể là mix một chiếc áo len cao cổ màu trắng ở trong kèm theo một chân váy hoặc là quần jean, thì Mai nghĩ rằng cũng đều là những sự lựa chọn cực kỳ hay ho và thú vị. Và Mai cũng rất là mong chờ có thể thấy được các chị em khi mà chúng ta đã mang chiếc áo này về tủ rồi, thể hiện sự sáng tạo của mình qua việc mix đồ. Và hãy nhớ mã số của chiếc áo này là 9537, 9537 các chị em nhé. Hãy đặt một dấu chấm ngay dưới video hoặc là PM cho Mega Fashion. Mai sẽ quay trở lại với rất nhiều những sản phẩm áo khác.